Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Zumong TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Zumong TV. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Zumong TV là kênh chuyên quay về các sự kiện. Hãy liên hệ trực tiếp với Zumong TV qua số điện thoại 0888 811 293. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. Trên kênh YouTube Zumong TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Zumong TV. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Zumong TV là kênh chuyên quay về các sự kiện. Hãy liên hệ trực tiếp với Zumong TV qua số điện thoại 0888 811 293. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
xem video trên kênh YouTube Zoomong TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Zoomong TV. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Zoomong TV là kênh chuyên quay về các sự kiện. Hãy liên hệ trực tiếp với Zoomong TV qua số điện thoại 0888 811 293. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. Video trên kênh YouTube Zoomong TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Zoomong TV. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Zoomong TV là kênh chuyên quay về các sự kiện. Hãy liên hệ trực tiếp với Zoomong TV qua số điện thoại 0888 811 293. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
đang xem video trên kênh YouTube Zoom Mông TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Zoom Mông TV. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Zoom Mông TV là kênh chuyên quay về các sự kiện. Hãy liên hệ trực tiếp với Zoom Mông TV qua số điện thoại 0888 811 293. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp xinh, đẹp bên hương phượng chúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa và đến hạnh phúc tạo tình cập kê, và để chúc cho duyên thắm má kỳ trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, và từ đây đến tuổi thanh xuân, từ đến cuộc ân cần bên nhau, chọn quả câu là quả cầu non, thân đất tròn tròn quả đó xinh xinh, để nàng nghề nàng ở với anh, yêu nhau con sáu cổ thành cao ba, để trao lên đỉnh núi hiền hòa, tình yêu của đứa trẻ đẹp như là ánh bình minh, sân vì và yêu và được yêu là một điểm mới lớn lao nhất của thượng đế ban tặng cho mỗi con người của chúng ta, phải không ạ? Sân vì yêu nhau vạn sự chẳng lì, 100 chất lịch cúng kê cho bằng, giết rằng một đèo gió đưa, cùng nàng kết tóc xe tơ bây giờ, mà chứng minh thì lại có đất có trời, mời người cùng đến chúc lễ thành hôn và cùng chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa cùng kê. Sân vì và tới giờ phút này đây thì giờ và phút làm dây kim cương cũng đã chỉ, và ban tổ chức xin tuyên bố một câu rằng chú rể Quảng Long sẽ chết cùng cô dâu Minh Nguyệt, cô dâu Minh Nguyệt sân xuân cùng chú rể Quảng Long xin phát được bắt đầu, và quý vị chúng ta cùng đồng một trang lên lớn đây. Yeah.
vận động, cốc đầu tiên để tượng trưng cho vợ và chồng, và hai cốc kế bên để tượng trưng cho tôi và Nguyệt đã dày công xe. Và rượu sông banh hôm nay đơn vị được tính là hai bè, tượng trưng trai họ đã chở che cho một đời, không bị giới thì sáng người người, chúc cho cô chú trọn đời bên nhau. Xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta cùng được mỗi người hai ly và để kính lên cha lên mẹ của mình, xin được kính mời ạ. Chú rể thì mời bố mẹ vợ và cô dâu thì mời bố mẹ chồng nha, xin kính mời ạ. Và cô dâu chú rể chúng ta cùng lên cầm lên mỗi người cùng đi ra, xin kính mời ạ. Và quý vị ở dưới chúng ta cùng rót ra chén của mình nha, rót đầy các quý vị ơi. Xin được chúc mừng mẹ từ nhỏ em ơi. Sau quý vị có quý vị biết chăng sắp hết sẽ còn mới một đêm chân nha, thì xuất bệnh mạng nó bắt đầu sắp sắp phải xuống con xuống này mơ phạm của thái năm nước sẽ đi bác xin được một bát trà thiên áp bác hồ hay bó bài quay con điên hóa cả mất tủ bất tôn hóa cả mất chút tủ chung là số lượng sổ là hóa ba mà ứng thế xin bỏ bóng biển xưa sau tăng ngả sau mái trước và sắp cuốn lắm là ra tăng ngả tăng ai có cho mấy bộ bì bát chân chú bò chú mê đang còn trong mê thấp mê thấp mê thấp mê đâu sắp còn cuốn ra còn kiếm con mắt hàng hóa này cả ba mà ứng còn nếu biết trái nào khỏi họp nưng sò tháo xuống tháo con xuống bò xuống mè sò chứ bò xuống bò xuống mè chiêng gì thì mà ứng còn thảo khát mặn dưng dưng tinh khẩu lại ra dưng tinh bà lại năm luôn là bày mắt đấy bón sản gì tinh phân cứ sò má mà ứng sò chứ bò xuống ai ai còn có cần nước với hảo hẳn khăn may riêng với bạn nó lại tính trả bàn riêng toàn nữa lại tính trả u phủ tánh cả nó lại tính mặn còn phủ dù nam dù đỏ mỹ và tổ bao liên lưu tàu ở nhà ứng sùng dao cô dâu quý vị ta cùng trở về từ bàn tiệc cưới để cảm ơn quý khách trong ngày hôm nay xin kính mời ạ.